Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện với mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến lối sống tu toàn diện với hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người được an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay Thầy Hằng Trường sẽ nói về lợi ích và sức mạnh của bạch liên hoa là hoa sen trắng. Kỳ trước Thầy có nói về hồng liên hoa. Đúng. Hóa giải cái sát hóa nghiệp. Giải cái sát nghiệp. Cái tức giận, cái ý niệm nhỏ nhiệm mà rất là mau mà nổi lên mà làm cho mình giận, mình muốn trả đòn, trả đũa, trả thù đó. Dạ. Mình hóa giải cái đó. Hóa giải cái đó. Thế còn cái bạch liên hoa thì hóa giải cái gì thưa thầy? Đấy, hóa giải hoa là hóa giải cái gọi là cái sự nghiện ngập, cái mà cái nghiện đó, cái ghiền đó là kinh khủng lắm. Thì cái hai khác nhau là bởi vì đó, cái mà giận dữ là nhiều khi mình tức giận, nhiều khi nó không có nhất thiết là có một cái người nào, có nhiều khi một cái chuyện gì, nhưng mà nghiện ngập là có một cái đối tượng rất là cụ thể. Nhưng mà được khi mà thầy nói chuyện này, thầy kể cái chuyện một người bạn rất thân của thầy, thì bà mới kể lại tâm sự với thầy đó. Bà mới kể lại cái chuyện ở đời của bà, thì bà nói là hồi xưa hồi nhỏ bà rất giàu, cho nên là ăn chơi phè phở, cho nên bà đi vô trong cái nghiện rượu, whisky nào mà đang ba là nghiện. Thì bà nói là bà nghiện, là bà không biết làm sao mà ra là bà mới đi vào trong cái hội gọi là hội mà Alcoholic Anonymous, AA đó. Thì họ chuyên dạy cho bà làm sao đó để cho bà có thể có cái support, cho bà đừng có uống thuốc, bà phải có cái thời gian làm cái này làm cái nọ. Họ có một cái người gọi là sponsor, họ giúp cho mình đi từng bước để cho mình ra khỏi cái nghiện ngập. Tại vì cái nghiện ngập đó nó không phải là cái chuyện mà mình thay đổi mà một ngày một đêm mà thay đổi được. Nó cần rất nhiều cái sự quan hoài và mình phải từ từ mình mới thay đổi con đường mà để mình hết nghiện ngập được. Cho nên là bà nói là có một cái program đó gọi là 12 bước, 12 step program đó. Bà đi qua những cái con đường đó như thế nào. Nhưng bà nói là không có thành công như bà là bởi vì sau khi bà nghiện được bao nhiêu năm rồi, bây giờ bà cai nghiện rồi đó, thì là nó là trở lại, nghiện lại. Chắc chỉ có kinh nghiệm về về trị những người mà bị nghiện thì biết thôi. Nó rekindle, nó trở lại lập tức. Thế nên bà nói, không biết làm sao cả. Thì bà mới kể cho thầy một cái chuyện rất là lý thú. Mà vì cái chuyện đó mà sau này là bà rất thân, cả ông chồng bà và thầy rất là thân với nhau. Thì bà nói là bà không biết làm sao cả. Thì bữa đó thì là bà mới, sau khi mà nghiện ngập say mềm sáng sau đó bà nói là tôi bị cái mà overhang, tức là nó làm cái ngày hôm qua là mình dụ dưỡi, mình nhức đầu khó chịu, mình cứ muốn tiếp tục nữa. Thì bà mới nói là bà mới đi tới thăm một cái nhà thờ. Thế mà thờ đó có tượng Đức Mẹ rất là đẹp. Thì bà quỳ được Đức Mẹ đó, thì bà xin hai chuyện. Bà nói bây giờ là tiền bạc cái gì thì bà không cần biết, nhưng bà chỉ muốn làm sao có hai chuyện. Thứ nhất là bà ra khỏi cơn nghiện này, mà bà cần một người sponsor. Sponsor tức là cái người mà trợ giúp đó, để cho bà ra khỏi cái nghiện. Thì xin là cái người đó là người chồng của bà, thì suốt đời mới làm cho bà hết nghiện được. Mà xin cái người chồng bà làm sao mà cũng là cùng đạo với bà và không nghiện. Cho nên người đâu mà nghiện là chết. Thì nó tìm một cái người nào mà không nghiện dắt bà ra khỏi cái cơn nghiện ngập. Thì bà không còn ngờ là một tuần sau, không tới nữa, trong khoảng tuần hai tuần khoảng thời gian đó, thì bà kể cho thầy nghe, bà nói rất là mau. Thì bà đi thì bà gặp một cái anh đó, thì anh đó anh là chuyện giúp bà, rồi anh ta rất là care cho tất cả mọi chuyện. Thì bà date về anh chàng này, date có nghĩa là làm bạn với anh chàng này, nhưng mà anh chàng này anh khé lắm. Mà khi bà hỏi anh ta thì anh nói thôi tôi không biết uống rượu, tôi không biết, hoàn toàn không dính dạng như rượu chè chứ cả. Họ thôi nó đào gì thì thế là cung đào, tôi đào đào Catholic. Thì xong rồi thì là ngạc nhiên quá, thì anh này anh có một lần thì ba nghiện rượu, ba say thì là
Bà không biết điện thoại ai đem bà về nhà cả, thì anh này anh đem về nhà, bà này về nhà rồi giao cho gia đình bà. Thì từ đó là bà sinh ra cảm tình, rồi bà mới nói chuyện với anh này, thì từ 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 thì họ thương nhau rồi họ giúp nhau. Rồi anh này anh là cái người sponsor, anh đưa bà ra khỏi cái sự nghiện ngập và trở nên cái người bình thường. Thì bà nói đó, nếu mà không nhờ cái anh này thì tôi đã mất cuộc đời rồi. Thì cái câu chuyện này thì bà muốn nói cho thầy biết là cái sự mầu nhiệm của cầu nguyện, cầu nguyện Đức Mẹ để giúp. Thì lúc đó xong rồi thì bà làm việc với thầy cũng nhiều năm, ở bên Hawaii cũng là mười mấy năm. Thì bà còn bữa đó bà mới nói cho thầy là nếu mà thầy đấy mà tìm được một cái phương pháp gì mà giúp cho những cái người nghiện ngập đó thì có thể là nó rất tốt. Tại vì bà nói là cái văn hóa của nước Mỹ thì cái AA họ rất thành công, họ làm những cái chuyện này. Thì trong cái khoảng thời gian đó thì thầy trở thành sponsor cho hai người. Thầy mà nhưng mà cái khi mà thầy làm như vậy thì thầy giữ cái confidentiality, tức là thầy không nói tên cái người mà thầy giúp, và họ cũng không được nói cho biết là ai là giúp họ. Nhưng mà mình có trong sổ bộ của họ, tức là thầy có đăng ký. Thì thầy giúp cho hai người. Thì trong hai người mà thầy giúp cho nghiện ngập đó, thì thầy mới thấy là cái công việc của thầy là nó mệt lắm, là bởi vì là họ nói chuyện thường xuyên với thầy. Xong rồi đó thầy phải đi họp, rồi thành ra mỗi lần mà thầy đi về Hawaii đó thì thầy là đi họp, rồi thầy phải đi vô họp nói chuyện giúp họ. Sau này thì mà thầy về California rồi thì thầy không còn làm nữa, thì họ đứng vững ra. Thì một năm đó thì họ check một lần thôi, tại vì họ ra khỏi cái thời gian là mỗi tuần gặp mặt, rồi mỗi tháng gặp mặt, rồi 6 tháng gặp mặt, mỗi năm gặp mặt. Thì bây giờ họ với thầy là một năm gặp mặt một lần, hoặc là bây giờ là gần như là 5-6 năm thầy không gặp mặt lại. Nhưng mà cái chương trình này rất là hay, và họ làm cho mình hiểu sâu đó là cái nước Mỹ đó bị cái sự nghiện ngập của cái thuốc lá và xì ke ma túy đó, các bạn biết heroin hay là mấy cái thứ mà độc dược đó chích vào người đó, họ rất là nhiều. Thì thầy mới hỏi đó là tại sao mà nghiện, có cái gì hay mà nghiện. Thì anh ta nói với thầy đó, thầy đừng bao giờ mà thử. Đúng. Rồi nói câu rồi hay là thầy hỏi anh hỏi là thầy hỏi thầy muốn thầy ý thầy nói là sao mà tại sao mà anh bị tôi thử được không? Là không, thầy đừng bao giờ thử. Tại vì thầy thử một rồi một cái là thầy không ra khỏi. Hay đó, họ nói rất là hay. Xong rồi đó họ nói là khi mà cái lần đầu tiên mà họ chích cái thuốc đó, đây là cái người mà thầy làm việc sponsor nó chích cái thuốc rồi đó, thì cái não nó giống như họ nói là nó mở sáng ra, họ giống như họ hallucination, họ sẽ sung sướng vô cùng. Thì đó là cái trạng thái mà sau này mình biết đó là cái dopamine nó flood, tức là nó tràn ngập cái synapse, tức là cái khoảng cách mà của hai cái neuron đó, họ làm cho cái tín hiệu đi từ cái tế bào này qua tế bào khác một cách nhanh chóng, và nó mở tung ra tất cả cánh cửa. Vì các bạn biết đó, điện trong trong đầu mình nó chạy, nó có con đường nó chạy, bây giờ đó, nó mở tung ra ngoài con đường cả, và làm cho cái điện trong não mình nó chạy, nó mình gọi là mạch dây đó. Bây giờ gọi là mạch dây nhưng thật sự thì họ gọi là miracle, là bởi vì một cái phép lạ là những cái tín hiệu đó nó không còn là cột vào một cái chỗ nào cả, cho nên họ tạo ra những cái cảnh giới đó và những cái cảm xúc đó mà nó hoàn toàn không còn kẹt ở trong thân, trong não, trong cái nhìn, trong cái suy nghĩ, trong suy tư, tất cả là những cái mình gọi là cái giới hạn limitation đó. Tại vì con não mình đó, cái não phải bên là nó tự tài lắm, nhưng mà cái não trái đó bạn, não bên trái đó thì mình làm cái chuyện gì cũng phải cần có lý trí, có logic, nó có những cái block nó chặn lại. Thì khi mà mình mà dùng những cái substance này, gọi là substance là những cái chất đó vô đó, cái những cái giới hạn nó bị phá tung ra, thế nên cái não nó tự tài lắm. Và anh nói, anh kể cho thầy nghe, anh nói thầy cái việc rằng đó tôi tới cái chỗ là khi mà tôi chích vào như vậy đó, tôi tới cái chỗ là tôi ra, tôi đứng ngay cái mỏm đá mà nó tiêu nghĩa như vậy, mà tôi nằm á, mà tôi cảm thấy tôi và trời đất là một, không có cái gì mà nó làm cái ngăn cản trời đất. Những người khác la là hey, mày đứng đi, mày ngồi đâu cho nên mày té xuống đó nghe, mà tôi không sợ gì hết. Tôi cảm thấy là tôi và trời đất là một, mà tôi cảm thấy giống như tôi thiền định là lên để 9 tầng trời. Và cái bạc biển đó nó lấy đi những cái giới hạn, những cái chần đứng của cái não bên trái, và nó mở ra đó, cái sự mình gọi là cái vũ trụ mà nó vỗ ngài của mình, cái não bên phải, làm cho mình cảm thấy là
không còn cái gì trở ngại mà mình sung sướng đến cực điểm. Thì anh ta nói với thầy, thầy vậy cho nên là nhiều khi đó tụi tôi không bao giờ tôi muốn bỏ cả. Tôi thấy nó uống, anh uống lấy ao sạch đi hay là cái gì đó, nó không phải hết cái sĩ cái làm tôi cảm giác như vậy đó. Rồi nó cả nhiều thứ cảm giác lắm. Cái anh ta anh nói là thầy đừng bao giờ mà thầy đụng vào, thầy đụng vào rồi một cái là thầy cứ muốn thêm nữa, là cứ muốn thêm nữa, là muốn thêm nữa, là muốn thêm nữa, thầy không bao giờ ngừng là được cả. Thì thầy nghe lời anh ta thì thầy đâu bao giờ thử đó, thử sợ chết luôn, mình đi vô một cái đó rồi là mình không còn ra được nữa. Thì nó khác với lại cái trong cái mình nói cái hồng liên hoa đó, là cái sự tức giận của mình đó, là nó giống như là gọc quẹt, nó nhỏ nhìn nó cùng tới mau để mình làm sao mình trả thù lại, mình đánh lại. Còn bên này thì nó không, nó cũng mau lắm nhưng mà hưởng thụ, nó có một cái sự mà nó mở ra là cho mình thấy đấy, giống như mình không còn cái giới hạn mà chỉ thấy người uống rượu thông thường đó, họ muốn nói lung tung cả, đúng không? Đâu có người nào uống rượu mà ngồi mà không nói đâu. Rượu vô thì lời ra mà. Rồi thuốc lá là nhiều khi họ cũng nghĩ ra những cái chuyện này chuyện kia được. Có người làm việc với thầy họ nói là thầy con hút xong được thuốc rồi con mới nghĩ ra cách làm cái này. Thì đồng ý á. Vâng. Nhưng mà cái nghiện ma túy thì con thấy là công nhận nó là kinh hồn. Con có quen một người thì anh ta là cũng là dân học giỏi. Nhưng mà chỉ vướng vào trong cái nghiện ngập cái xì ke đó thầy. Xong rồi là có gia đình có gì, rồi tới một cái lúc mà bị stress trở về lại cái xì ke đó. Để mà giải rồi quyết. Bây giờ vâng, bây giờ thành homeless. Rồi. Nhưng mà dễ không sợ. Phải là gia đình không giúp, gia đình giúp, gia đình nghĩa là có nhà không có cửa nào. Hết mà anh Yeah. ta không thể nào mà bỏ được. Con muốn gặp mà vợ không cho, vợ với điều kiện là anh phải bỏ. Thành ra là cái nghiện ngập đó cũng sợ. Dễ sợ vô cùng, rất là kinh khủng. Nhưng mà bước vào rồi thì khó mà ra, cũng như khi mà mình mà nổi giận rồi đó thì khó mà chặn. Cho nên mình phải làm sao đó, mình phải ngay cái lúc đó đó, ngay cái lúc mà mình nổi giận mình chặn lại, đó là hồng liên hoa, là sức mạnh hồng liên hoa, là triệt tiêu. Nhưng mà ngay cái lúc mà mình muốn thử đó thì mình phải ngừng lại. Cái đó là cái tác dụng của bạch liên hoa. Cái bạch liên hoa là cái sức mạnh mà mình muốn thử lửa. Chứ nếu mà thử rồi là coi như xong đòn, mà dễ sợ như vậy. Nhưng mà cái câu hỏi kế tiếp đặt ra như vậy thì những cái người đã nghiện ngập rồi thì tu cái bạch liên hoa đó nó có ngừng được không? Câu trả lời là các bà phải thử, chắc chắn được. Bà phải thử mới được, chắc chắn được. Thì thầy cái kinh nghiệm của thầy về cái bạch liên hoa này đó không phải là cái nghiện ngập ở những cái chỗ khác, ở cái chỗ mà cái một trong những cái người mà nghiện ngập đó, khi mà thầy dạy họ đó thì họ không phải ngừng nghiện ngập là bởi vì cái lý do gì hơn là họ tự nhiên họ cảm thấy ô tôi tiếp tục như vậy đó, thì đứa con gái của tôi đó, nó không được cái tình thương của tôi nữa, cho nên đó, tồi quá, cho nên tôi không làm nữa. Đó là cái kinh nghiệm của thầy, nó khởi lên cái lòng mà gọi là cái lòng quan hoài với người khác. Lý do gì đó mình không hiểu nên mà sâu về trong đó làm cho mình ngừng cái sự nghiện ngập, mừng cái niềm vui của mình, bởi vì mình thấy cái người khác, cái người mà quan hệ của mình thương người ta hơn, cái sức mạnh cái tình thương nó mạnh hơn. Thầy capture cái tình thương đó trong cái tâm thức mình gọi là cảm kích. Từ nhiều khi mình thấy mình con gái của mình hay là cha mình hay chồng mình hay vợ mình thấy cái người ta có ơn như mình, gọi bây giờ mình tự nhiên mình như vậy thì nó hư đi. Đó, thầy định nghĩa như vậy. Cho nên cái bạch liên hoa nó có cái khả năng khi mà bạc tú đó thì nó có cái khả năng mà nó diệt trừ được cái giây phút mà mình bắt đầu đắm đuối. Cho nên thầy vẽ cái này ra thì bạc sẽ bắt đầu cảm thông được thầy hơn chú. Và cái tâm thức của mình dưới cái tiềm thức dưới này đó là cái tiềm thức. Thì cái tiềm thức này đó thì nó muốn, rất là muốn được. Trên này là ý thức, trên này là siêu ý thức. Thì cái tiềm thức này đó nó có cái sự đắm đuối. Cái đắm đuối đó trong nhà Phật đó là dùng đã 2000 năm nay rồi, cái chữ gọi là chấp. Chấp là cái chữ đó mà Đức Phật dùng. Ngài nói là cái chấp cũng như là cái giận dữ. Chấp là một cái chuyện đó mà nó kinh khủng, nó làm cho mình không buông ra. Thì cái chấp đó là một cái bản chất của cái tôi.
cái bản chất của cái tôi. Thành ra đó, cái bản chất đó đó nó làm cho mình nó cứ kéo mình xuống, đắm đuối mà nó kéo mình, nó không cho mình ra. Đó là sức mạnh của tiềm thức. Bây giờ đó mình tu cái bạch liên hoa. Cái bạch liên hoa này đó thì thật sự đó là hình ảnh của bạch liên hoa, cái thật sự đó là mình tu cái khả năng mà mình gọi là khả năng vượt thoát. Tu cái sức mạnh vượt thoát. Sức mạnh vượt thoát này đó là cái sức mạnh của cái định lực, cũng là một cái thứ định lực. Cái định lực này đó nó mới hóa giải cái sự đắm đuối của mình. Và cái này không phải là một cái lý thuyết thưa các bạn, cái này là một cái sự mà tập luyện. Cho nên cái bạch liên hoa này đó rất là quan trọng. Nó không ở trong cái vùng ý thức, nó không ở trong cái vùng tiềm thức, nó không phải ở trong đây, nó không ở trong đây, nó hoàn toàn là nó ở trong cái vùng siêu ý thức, cái vùng trên cao của cái tâm thức, và nó có cái sức mạnh để hóa giải cái sự đắm đuối, cái chấp ở dưới. Cho nên nếu mà chỉ so sánh cái hồng liên hoa và bạch liên hoa, cái hồng liên hoa đó, thì nó ngừng lại cái ý niệm nhỏ nhiệm mình giận dữ, trong lúc cái bạch liên hoa nó ngừng lại cái tâm thức chứ không phải là ý niệm, một cái tâm thức mà đắm đuối. Hai cái đó nó khác nhau, một cái ý niệm nhỏ và một cái tâm thức nó đắm đuối. Thì cái tâm thức nào đắm đuối đó, khi mà mình biết thì tại ra con người mình lúc nào cũng có một cái ý niệm là chấp. Nó từ trong cái ý niệm là chấp, chấp là muốn giữ, muốn nắm, muốn có thêm và có thêm nữa. Thì ngừng là được cái đó. Mà nó không phải là cái tham lam bạn, nó không phải là tham lam. Cho nên mình đừng có lộn cái chữ tham lam và cái chữ chấp. Cái chấp là muốn nắm giữ và là muốn có cái đó, giữ được. Còn tham đó, thì đúng rồi, muốn thêm. Nhưng mà cái tham đó, nó không phải là cái đặc tính như cái chấp. Tham là còn tuyển chọn. Họ chọn cái này, tham cái kia, cái này, cái nọ. Còn chấp đó là một cái đặc tính mà nó, bản chất của nó là nó giữ cái chuyện này thôi, nó giữ cái một chữ thôi. Uống rượu, giữ cái rượu thôi, nó phải giữ cái rượu đó mãi mãi. Cho nên nó trở thành cái danh từ mình gọi là nghiện ngập. Và thưa các bác đó, thì mình tu đó thì mình rõ ràng là mình dùng cái sức mạnh của cái Phật Pháp. Vì là Đức Phật và Đức Quang Bồ Tát đó, Ngài dùng cái sức mạnh. Thì có lẽ là câu hỏi của chị đặt ra, tại sao mà màu trắng vậy, tại sao màu đỏ này? Tại vì đi theo cái chủng tử. À đúng rồi, thì cái chủng tử là cái bạn nhìn cái chủng tử này nè. Cái chủng tử này đó, nó có cái tên gọi là Phổ An Lập. Phổ An Lập. Mà chị đọc cái chữ thì chị biết nè. Cái người mà nghiện ngập là không thể nào mà an lập được, đứng được, lập là đứng. Mà không thể nào đứng được, không đứng vững, đứng vững. Peaceful established là đứng vững. Đứng vững vàng, đứng mà an ổn, đứng yên. Đứng yên là peacefully established. Còn universally everywhere tức là phổ là mọi nơi, mọi chỗ. Chứ không phải là chỉ có lúc tu mà thôi. Cho nên khi mà tu cái này đó, thì tự nhiên đó, là mình có cái sức mạnh là mình đứng được, an lập được. Chứ mình không bị đánh bên này, bật bên kia. Khi mà nghiện ngập là cái người nghiện ngập là người không thể đứng được. Chứ thầy hay không? Dạ. Nhưng mà thưa thầy, cái người mà người ta bị vướng vào cái nghiện ngập rồi đó, nói người ta tu này nhiều khi người ta không có tu, người ta đâu có nghe mình. Phải thử. Mà nếu mà không thì cái người nhà giúp được không thầy? Được. Cho nên để thầy nhắc lại cái chuyện mà của 12 cái bước đó. Dạ. Mà trong cái AA đó, họ không chú trọng tới cái chuyện mà phải uống thuốc mà thôi. Dạ. Thuốc ít từ từ nhưng mà chú trọng tới cái thay đổi của cái lifestyle. Dạ. Thay đổi của cái lifestyle đó có nghĩa là gì? Thay đổi cái lối sống. Và họ không phải là một cái chuyện dễ. Trong được thay đổi lối sống đó là cần có người đó mà họ không gọi là người mà giúp, mà họ gọi là có người đi chung với họ. Cái người đi chung đó là một thời gian. Mà cái người này phải có ảnh hưởng, nói là mình nghe. Nhưng người đi chung mình nói mà người không nghe là không được. Cho nên cái người này gọi là sponsor. Người sponsor là người đi chung, nói, hướng dẫn. Thay đổi lối sống rồi đó, chứ được phải thay đổi cái lối suy nghĩ. Thay đổi cái lối mà tư duy. Cho nên phải có những cuốn sách là bắt buộc phải đọc. Có những cái chuyện mà bắt buộc phải làm. Có những cái người bắt buộc mình phải gặp. Thí dụ như là mình mỗi ngày là mình phải đi gặp người này người kia, một tuần đi nghe nhạc một lần. Thí dụ như vậy, nó có những cái chương trình hay lắm. Mà cái người sponsor là người bắt mình nói cái gì thì mình phải làm theo. Không có cãi lại gì hết trơn đó. Rồi đó,
Còn một chuyện mà cũng rất là quan trọng nữa là mình phải thay đổi cái lối ăn uống. Chứ nếu mình không thay đổi cái lối ăn uống là không được. Cho nên thí dụ như nếu mà mình nghiện rượu đó thì cái sự thay đổi từ 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 mình phải ăn cái gì đó rồi như thế nào, uống như thế nào đó, ngủ nghỉ như thế nào, và cái mức độ mà uống rượu đó nó phải một là ngừng hẳn được thì mình có cái sức mạnh, hai đó là mình phải đổi có uống cái gì khác. Nó có một cái chương trình như vậy thưa các bạn. Cho nên khi mà các bạn biết đó là cái chuyện mà thay đổi đó nó quan trọng thế nào đó thì các bạn phải biết là cái nghiện ngập nó khó trừ lắm. Cái mà người ta nói trong 12 bước đó là cái sự thay đổi của cái niềm tin. Tức là mình phải có niềm tin. Mình không có một niềm tin mà tôn giáo nào cả đó là không được. Phải có một niềm tin, một cái tín ngưỡng tôn giáo. Nếu mình không có một tín ngưỡng nào cả thì tự nhiên đó, là mình tự nhiên mình càng bị nghiện ngập hơn. Cho nên các bạn biết đó là một cái phát minh rất là quan trọng, hay không phải, một cái sự khám phá rất quan trọng trong một thời đại bây giờ, là thấy sự nhu cầu của cái tín ngưỡng. Tại vì nếu mà mình mà nghiện ngập và mình là không có tín ngưỡng nữa đó, thì là nhiều khi là không biết làm sao mà ra, không biết làm tìm tin ai. Mình tin người sponsor, người sponsor thường thường phải là cái người có đạo đức và biết được là mình cần cái gì, và thường thường họ lại dạy cho mình phải có cái niềm tin. Cho nên các bạn thấy đó là cái thay đổi lối sống này, thay đổi lối tư duy, thay đổi cái niềm tin, thay đổi là cái người mà hướng dẫn, thay đổi cái đường ăn uống, nó toàn diện như vậy. Cho nên khi mà đã nghiện rồi đó mà mình muốn ra khỏi, mà mình tự mình ra nó khó lắm. Bạn phải tìm một người, và cái người đó nếu họ có biết dạy mình tâm linh nữa thì càng tốt nữa. Chị nghĩ sao? Vâng, thế bây giờ thầy dạy cho cái câu chú đi, dạy cái cách tu mà của cái Bạch Liên Hoa thì ít nhất là có thể là người ta hướng dẫn được cái người mà đang bị kẹt trong cái nghiện ngập á thầy. Đây, nếu các bạn thầy nhìn, đọc chú chậm. Thì các bạn thấy đấy. Rồi thưa các bạn này, nếu các bạn nhìn cái hình này đó thì thầy sẽ đọc câu chú cho các bạn nghe, câu chú nằm phía dưới đây thì mình đọc với nhau. Rồi các bạn biết đó là nó linh nghiệm thế nào, bạn vừa đọc câu chú này phải nhìn vào cái chủng tử ga kìa, hình ảnh bên kia bạn viết trong đầu nó đó. Rồi nếu bạn có một cái hoa sen trước mặt hay bạn download cái hoa sen trên web xuống để trước mặt mình nhìn mình đọc theo. Mà nếu bạn có một cái hoa sen cầm trên tay này càng tốt nữa. Thì câu chú đọc như sau, các bạn đọc theo thầy nha. Là Jemang Om Wazila Weilaye Sopoho Om Wazila Weilaye Sopoho Om Wazila Weilaye Sopoho Om Wazila Weilaye Sopoho Om Wazila Weilaye Sopoho. Đó là cái câu chú mà đi với cái Bạch Liên Hoa. Và các bạn nhìn cái Bạch Liên Hoa một lần nữa, các bạn thấy là rất là đẹp. Và mình phải thường thường nghĩ tới là mình giống như là cái hoa sen đó, là mình có thể vươn lên trong sạch vô cùng, và mình ra khỏi đi cái sự nghiện ngập. Bây giờ cùng với cái sự thực hành mà để mà hóa giải cái nghiện ngập này đó, là mình nên khởi cái lòng biết ơn. Cái lòng biết ơn đó là làm cho mình quan hoài tới người khác, mình nghĩ tới người khác nhiều hơn. Mình thấy cái đẹp của người ta, rồi như từ cái chuyện mình thấy cái đẹp người ta đó, mình cũng muốn đẹp, và mình cũng muốn là quý người ta. Thì cái tâm thức đó là cái tâm thức đó, từ 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 đó, nó mới hướng thượng. Hướng thượng thì mình lại không muốn ích kỷ, mình muốn ngồi mình ăn, mình uống, mình có những cái thói quen mà mình gọi là nghiện ngập được. Nhưng mà nghiện ngập rượu, nghiện ngập nó dễ. Nghiện ngập mà mình gọi là không phải dễ, xin lỗi, là nghiện ngập mà mình thấy thông thường. Nghiện ngập đánh bài đó là cả một cái nghiện ngập. Tại vì cái bài bạc đó là nó làm cho mình muốn cái mỏ này, muốn thắng, muốn hơn, rồi mình có tiền, mình tham, mình thích, là cả một cái nghiện ngập mà nhiều khi rất là khó bỏ. Thế nên phải thay đổi cái lifestyle, là cái lối sống. Rồi bây giờ những cái ngập này ví thể thì mình ngập ăn đường đó, thì nhiều khi nó cũng khó không bỏ được. Thầy có người bạn kết nghĩa của thầy đó, hiện năm nay 72 tuổi rồi, 73 rồi. Anh ta mới nói với thầy, 74, xin lỗi, 74. Anh ta nói với thầy, thưa thầy, năm nay tôi 74 tuổi rồi, năm nay sau mấy chục năm mà tôi nghiền đường này là tôi mới bỏ. Thầy nói, anh nói tôi nghe cái kinh nghiệm sao? Anh nói, mỗi lần tôi uống cà phê đó, là tôi cầm cái bình đường đó, là tôi bỏ vô cái tới nửa luôn. Đó, rồi tôi bị bệnh tiểu đường. Không gan gì, tôi uống viên thuốc cơ khỏe. Nhưng mà tại sao anh bỏ vậy? Bây giờ tôi càng lúc càng thấy đấy,
mình đi nó khó khăn quá, đi không vững này, không có phổ an lập nó đi không vững này. Rồi xong rồi tôi thấy là càng lúc đó giống như mình, tại sao mình cái trí huệ của mình nó càng ngày là càng kém đi, không được. Cho nên tôi nghĩ là có lẽ là cái mà tôi kẹt nhất là cái đường ăn đường. Rồi bây giờ bị cái pandemic nhiều khi là cũng không có thời giờ đi mua được nữa, thế nên càng ngày càng ít. Mỗi lần anh đến ăn với thầy đó thì là không có cái gì đường nhiều cả. Thôi tôi nói thôi bây giờ tôi 70 tuổi, tôi bỏ cũng càng gì. Thế nên cực kỳ bỏ. Thầy nói cần ta truyền cho Pháp Bạch Liên Hoa nữa không? Bỏ. Tại vì nếu mà biết trước cái Bạch Liên Hoa là 20-30 năm trước mà tu thì đương nhiên anh tu rồi. Nhưng bây giờ quá trẻ 74 tuổi rồi, anh nói thôi, giờ tôi bỏ. Thế thì hỏi bỏ có khó khăn gì không? Anh nói không khó khăn gì cả. Tại vì bây giờ nhờ cái pandemic, không đi mua thêm, không muốn đi mua đồ nữa. Thế nên thôi, bây giờ ăn cái ngọt trong trái cây, còn không có đi ra ngoài đi tìm sô-cô-la, đi tìm đồ ăn ngọt mà mua nữa. Thì thế là cái pandemic nó cũng giúp cho nhiều người, mà trong anh bạn kết nghĩa của thầy thì anh nói là giờ tôi khỏe quá, tôi ngừng ăn. Thì cái chuyện này mới xảy ra thôi, nhưng mà anh nói với thầy ấy, trải qua cái sự nghiện ngập rồi mới biết cái sự khó khăn không thể dễ buông được. Nên thưa các bác đó, khi mà bỏ như vậy rồi ấy, thì cái tâm mình như thế nào? Thì cái tâm mình phải là cái tâm nó mở ra. Mình sẽ thấy rất nhiều cái đẹp phía sau. Khi mà nghiện ngập, mình sẽ không thể muốn ăn những cái thứ khác. Khi mà nghiện ngập rượu thì mình không thể enjoy những cái thứ khác được. Đi đâu mình cũng muốn uống rượu. Khi mình nghiện ngập thuốc lá đó, mà không có thì mình sẽ bị nó hành. Mà cái hành đó, nó làm mình phiền hơn nữa vì mình không có tự tại được. Cái đó ai cũng biết cả, nhưng mà bây giờ làm sao mà giải? Thì tệ ra cái Bạch Liên Hoa này các bạn nhìn này, mình phải tu có định lực. Và vì vậy cho nên thầy khuyên các bạn đừng chờ mình bị nghiện rồi mình mới mà tu. Bây giờ mình hãy tu bây giờ đi. Tu bây giờ thì tự nhiên đó là cái chấp của mình vào cái vật chất nó sẽ bớt đi một cách kinh khủng. Mà cái chấp đó đó các bạn thấy là chấp pháp, chấp vào cái vật sở hữu, chấp vào cái vật chất, chấp chứ không phải tham các bạn, chấp đó. Chấp chứ không phải tham. Cái chấp đó đó nó sẽ từ từ nó bị chuyển hóa đi. Đó là nhờ cái công năng của Bạch Liên Hoa. Và mình không thể dùng cái sức mạnh của con người, của lý trí được. Tại vì các bạn biết cái lý trí nằm chỗ này. Đây là cái lý trí. Cái lý trí ở đấy là nó không thể nào mà nó xuyên qua và nó phá được cái tiềm thức. Cái tiềm thức nó mạnh lắm, nó chần lại hết liền. Nó không cho mình xuống. Cho nên mình không thể nào dùng cái ý thức và lý trí. Phải dùng cái siêu ý thức, phải dùng cái sức mạnh của định lực. Mà sức mạnh đó làm cho mình vượt thoát. Bởi thế cho nên thưa các bác đó, là đây là cái hy vọng mà mình mong rằng là những cái người mà Phật tử của mình á, mình càng ngày mình càng tu cái Bạch Liên Hoa càng nhiều để mình có cái sức mạnh và từ từ mình lan tỏa cho nhiều khác, giúp cho nhiều khác cũng cùng tu nữa. Vì đây là cả một cái mình gọi là epidemic, một cái nạn rất lớn của nước Mỹ, là cái nạn của những người mà nghiện ngập mà thuộc phiện, nghiện ngập heroin, nghiện ngập weed là một cái loại khác nữa. Họ nghiện ngập nhiều lắm, mà nếu mà chúng ta là người Phật tử mình không tập cái thanh liên hoa, Bạch Liên Hoa, Hồng Liên Hoa và những cái liên hoa để mà trì đó, mà những cái chuyện đó đó thì uổng lắm. Thì chúng ta hãy tập và tu và mình lan tỏa lại cho những người Mỹ, những người mà trong bản xứ, những người khác, dạy cho họ. Chị ý kiến sao? Dạ. Không, con thấy có một cái phương pháp mà thầy nói cũng hay, mà cái chương trình mà AA mà giải trừ cái nghiện cũng hay. Tại vì như tụi con thì không có biết nhiều về mấy cái chương trình đó, thành ra bữa nay thầy giải thích thì mình biết là nó có những cái chương trình mà nó giúp cho người ta thoát được mấy cái nghiện ngập. Mình có thể trở thành sponsor. Yeah. Mình có thể tới liên hệ với ai cũng có thể trở thành sponsor. Mình ghi danh đó, mình nói tôi muốn làm sponsor. À, vâng. Thì vâng. người ta có thể liên lạc cho mình, người ta nói chuyện với mình rồi thì người ta hỏi mình bây giờ có muốn nhận người này không. Yeah. Thì mình nói ok, mời tới nói chuyện. Chắc mình phải tu định lực cho nó mạnh mạnh thì mình mới có thể mà mình giúp người ta được, chứ không thôi mình tu thanh liên hoa, mình tu Bạch Liên Hoa đi rồi mình sẽ giúp người ta được. Dạ vâng, dạ con cảm ơn thầy nhiều. Vâng, đấy là xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng bài giảng ngày hôm nay, và xin
Cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi và mời quý vị theo dõi tiếp chương trình này vào kỳ phát thanh tới. Xuất gia vị tha để hóa giải nghiệp chướng của mình và người. Giải trừ 4 nợ chính: nợ máu, nợ tiền, nợ tình và nợ ân nghĩa.